Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ, Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến, số 31. Ông Thọ liền trình bày quan điểm của Việt Nam về ba loại vấn đề: tuyên bố về chính sách của Việt Nam, nội dung giải pháp, cách thương lượng. Trước khi vào tuyên bố về chính sách của ta, Lê Đức Thọ nói: muốn đặt vấn đề một cách đúng đắn thì phải xuất phát từ nguyên nhân của cuộc chiến tranh chính nghĩa và nhân dân Việt Nam là nạn nhân của sự xâm lược. Lê Đức Thọ phê phán nguyên nhân mà văn kiện Mỹ đã nêu ra là không phù hợp với thực tế khách quan và hoàn cảnh lịch sử đó và không thể là nguyên tắc chung cho cả hai bên được. Ông cũng chất vấn Kissinger tại sao trong văn bản ngày 14 tháng 8 Mỹ lại bỏ đi hai nguyên tắc quan trọng. Có phải Mỹ vẫn muốn có một chính phủ thân Mỹ ở miền Nam Việt Nam không? Mỹ còn muốn dính líu ở miền Nam và có dịp quay trở lại Việt Nam không? Mỹ còn muốn có quân sự của Mỹ ở khu vực này để làm bàn đạp tấn công lại Việt Nam không? Không đợi Kissinger trả lời, Lê Đức Thọ nêu lên 6 điểm trong chính sách của ta, gồm mục tiêu chiến đấu của nhân dân ta, thái độ đối với Lào và Campuchia và việc giải quyết liên quan đến ba nước. Mong muốn của ta có một khu vực Đông Nam Á hòa bình, độc lập, trung lập và hợp tác. Chính sách ngoại giao theo 5 nguyên tắc sống chung hòa bình của ta cùng độc lập tự chủ trong đường lối của Việt Nam và quyết tâm tôn trọng các hiệp định sẽ được ký kết. Tiếp đó, Lê Đức Thọ phê phán mạnh mẽ những điểm tiêu cực trong đề nghị của Mỹ kết hợp với việc trình bày kế hoạch mới của ta. Ông nói, lần trước chúng tôi đã đề nghị thành lập chính phủ hòa hợp dân tộc lâm thời 3 thành phần, đưa đến xóa bỏ chính phủ cách mạng lâm thời và chính quyền Sài Gòn ngay sau khi chính phủ hòa hợp dân tộc nhậm chức. Lần này, chúng tôi đề nghị thành lập chính phủ hòa hợp dân tộc ở bên trên mà chính phủ cách mạng lâm thời và chính quyền Sài Gòn vẫn tồn tại. Hai là, do chủ trương còn để tồn tại chính phủ cách mạng lâm thời và chính quyền Sài Gòn, nên quyền hạn của chính phủ hòa hợp dân tộc lâm thời về đối nội có sự hạn chế nhất định. Đồng thời, chính phủ cách mạng lâm thời và chính quyền Sài Gòn sẽ tạm thời đảm đương việc quản lý các vùng mình kiểm soát và đương nhiên phải thi hành các quyết định của chính phủ hòa hợp dân tộc lâm thời. Kissinger tỏ ra vui mừng thấy phía ta từ bỏ yêu sách lật đổ chính quyền Sài Gòn mà ta kiên trì từ nhiều năm nay. Sang thời hạn rút quân Mỹ, ông Thọ đưa ra thời hạn sau 45 ngày sau khi ký hiệp định toàn bộ. Kissinger ghi vội vào tập giấy để trước mặt ông ta. Rõ ràng vấn đề này đã gần được giải quyết. Về vấn đề bồi thường chiến tranh, Lê Đức Thọ đồng ý không dùng từ bồi thường chiến tranh, miễn là thực chất chính phủ Mỹ gánh vác trách nhiệm của mình và đóng góp 9 tỷ đô la, mỗi miền 4,5 tỷ, vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh. Lê Đức Thọ còn giải thích thành phần lực lượng vũ trang Việt Nam ở miền Nam gồm hàng chục vạn con em miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954 cùng những con em miền Bắc tình nguyện vào Nam chiến đấu, tổ chức thành những đơn vị quân đội trở vào miền Nam và tất cả đặt dưới quyền chỉ huy của chính phủ cách mạng lâm thời. Do đó, việc giải quyết vấn đề lực lượng vũ trang Việt Nam ở miền Nam sẽ do chính phủ cách mạng lâm thời và chính quyền Sài Gòn cùng nhau bàn bạc giải quyết. Lê Đức Thọ cũng đưa ra thành phần Ủy ban Quốc tế gồm 5 thành viên. Ngoài 3 nước hiện có là Ấn Độ, Ba Lan, Canada, mỗi bên giới thiệu thêm một nước và được bên kia thỏa thuận. Về việc này, Kissinger không chấp nhận Ấn Độ là một nước trung lập, không đồng ý đưa Ấn Độ vào Ủy ban Kiểm soát và Giám sát Quốc tế. Đầu năm 1972, Ấn Độ đã nâng quan hệ với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lên hàng đại sứ và duy trì quan hệ với Sài Gòn. Chú thích của tác giả.
Lê Đức Thọ đề nghị đưa Cuba vào Ủy ban Kiểm soát và Giám sát Quốc tế, nhưng Kissinger bác bỏ. Phía Việt Nam còn đưa ra thành phần cụ thể về Hội nghị Bảo đảm Quốc tế. Về cách đàm phán, ông Thọ nhắc lại, hai bên Hoa Kỳ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải giải quyết toàn bộ mới mở ra các diễn đàn khác. Đề cập đến việc Kissinger vào Hà Nội, Lê Đức Thọ nói, chúng tôi cho rằng nếu chúng ta đạt được kết quả về cơ bản, về các vấn đề, thì lúc đó chúng ta sẽ thảo luận. Trong lúc trao đổi, Kissinger vui mừng hỏi thêm nhiều điểm. Trả lời Kissinger xong, Lê Đức Thọ nhận xét. Ông cố vấn nói tình hình đã chín muồi, muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề, nhưng thời gian ông đề ra lại kéo dài. Và theo chúng tôi thì ông muốn kéo dài đàm phán để vượt tuyển cử. Có phải thế không? Kissinger vội thanh minh rằng việc thương thuyết không có lợi ích gì đối với tuyển cử ở Mỹ vì đa số nhân dân Mỹ đã ủng hộ Nixon. Rồi nhắc lại, Mỹ muốn nhanh chóng chấm dứt chiến tranh và đề nghị gặp lại sau 10 ngày. Lê Đức Thọ lắc đầu nói, các ông chưa thật sự muốn đi vào giải quyết sớm. Chậm một chút, ông Thọ nói tiếp, nếu các ông giải quyết sớm thì chúng tôi cũng sẵn sàng giải quyết sớm. Nếu các ông kéo dài và tiếp tục đánh mạnh hơn thì chúng tôi cũng phải có cách đối phó. Đó là lẽ đương nhiên, trách nhiệm thuộc về các ông. Kissinger một lần nữa nhắc lại, Mỹ muốn chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt và nêu ra hai khó khăn là hai bên chưa thỏa thuận về nguyên tắc và chưa đề ra được một lịch công tác. Ông ta nói, nếu đồng ý đề ra lịch làm việc, thì tôi cho rằng hai bên có thể giải quyết được trước 15 tháng 10, nếu sớm hơn được càng tốt. Một lát sau ông ta nói thêm, chúng ta có thể bàn tất cả các vấn đề ở đây và các diễn đàn khác xong vào cuối tháng 11 năm 1972. Lê Đức Thọ và Xuân Thủy hình như không để ý đến đoạn 2 trong câu nói của Kissinger. Hai ông vui lòng nhận ngay thời điểm 15 tháng 10 của Kissinger vì đã lấy làm mừng thầm, vì đã khéo léo kích đối phương nói ra điều mà mình mong muốn. Kissinger cũng vui. Có lẽ chúng ta đã đạt được thỏa thuận đầu tiên trong cuộc gặp này là chúng ta sẽ cố gắng giải quyết chiến tranh trước 15 tháng 10. Với tinh thần đó, hai bên hẹn gặp lại nhau trong hai ngày liền, 26 và 27 tháng 9 năm 1972. Sau này Kissinger viết, bất thình lình, Lê Đức Thọ nêu ra một câu hỏi. Ông có sẵn sàng đạt được một hiệp định về nguyên tắc đến một thời hạn nào không? Và tôi thấy rằng không có điều bất lợi gì để ấn định cho một thời hạn cuối cùng trong lúc mà chúng ta chưa đưa thêm nhân nhượng gì. Và chúng tôi đã thuận 15 tháng 10. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, trang 1389-1392. Nhưng có lúc Kissinger lại nói đó là Lê Đức Thọ đưa ra là không đúng. Hà Nội tăng sức ép, Washington chỉ hoãn. Sau cuộc họp này, đoàn ta ở Paris báo cáo về rằng vẫn có hai khả năng. Mỹ vẫn giữ lập trường cũ và ý đồ của Mỹ rất có thể chỉ là thỏa thuận với ta ở diễn đàn 1 trước bầu cử để Nixon vượt tuyển cử. Nhưng mặt khác cũng thấy có khả năng Nixon muốn giải quyết trước bầu cử để đảm bảo chắc thắng, nhưng lại tỏ ra không vội, sợ tỏ ra yếu là bị ta ép. Và đoàn đề nghị trong phiên họp tới tranh thủ khả năng giải quyết vào thời điểm 15 tháng 10. Ngày 21 tháng 9, Hà Nội điện cho Paris đồng ý với nhận xét và nhận định trên đây của đoàn, khẳng định một lần nữa là cần thực hiện phương hướng nỗ lực đã được quyết định, tranh thủ giải quyết trước bầu cử ở Mỹ. Thời điểm 15 tháng 10 là phù hợp với những điều đã bàn, đồng ý đưa phương án 3 trong cuộc gặp tới như hai ông đề nghị. Cơ quan tham mưu của Hà Nội, lúc đó gọi là CP50, cũng đã đề ra ý kiến cụ thể giải quyết những vấn đề bất đồng giữa hai bên như vấn đề viện trợ quân sự, thay thế vũ khí, tuyển cử hiến pháp và bồi thường chiến tranh. Thí dụ như, 1.
ta giữ các nguyên tắc là Mỹ tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, chấm dứt dính líu và can thiệp, rút hết, rút toàn bộ quân Mỹ và không trở lại, chấm dứt viện trợ cho ngụy quyền Sài Gòn, không được gắn vấn đề viện trợ quân sự của Mỹ cho Sài Gòn với việc viện trợ quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa cho Hà Nội. Nhưng ta linh hoạt về các vấn đề thời gian rút quân Mỹ đi đôi với trao trả tù binh. Hai bên miền Nam không nhận thêm vũ khí. Cả hai bên có thể được thay đổi vũ khí. Việc nhận viện trợ quân sự sau này sẽ do thẩm quyền của chính phủ chính thức. 2. Vấn đề chính trị nội bộ miền Nam. Ta giữ nguyên tắc là Mỹ phải tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam, chấp nhận hai chính quyền, hai quân đội, ba lực lượng chính trị và chấp nhận một hình thức chính quyền hoặc hình thức tổ chức hòa hợp dân tộc ở bên trên với chức năng tối thiểu là bảo đảm hòa bình, thi hành và đôn đốc thi hành các hiệp định được ký kết, thực hiện hòa hợp dân tộc, tự do dân chủ và tổ chức tổng tuyển cử, còn sẽ linh hoạt về sự tồn tại của hai chính quyền, về thời gian thiệu từ chức và thời gian tổng tuyển cử. 3. Về lực lượng vũ trang, ta giữ nguyên tắc không rút quân miền Bắc khỏi miền Nam, nhưng sẽ linh hoạt về giảm quân số và phục viên. Cả đến tên gọi, ta cũng có thể thỏa thuận với đối phương, như phía Mỹ có thể gọi chính quyền Sài Gòn là Việt Nam Cộng Hòa, gọi chính phủ cách mạng lâm thời là Mặt trận Dân tộc Giải phóng, hoặc nhà đương cục Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Ta có thể ghi là Đương cục Sài Gòn, Mỹ có thể ghi là Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa hay Đương cục Hà Nội. Về cách đàm phán, Hà Nội cũng thấy rằng vì thời gian không còn nhiều và cần cảnh giác đề phòng việc Mỹ ngụy kéo dài đàm phán, cho nên ta và Mỹ phải thỏa thuận một cách đàm phán thích hợp. Với sự thỏa thuận của đồng minh của mình, Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa và Mỹ thỏa thuận xong tất cả các văn kiện cần ký kết và bốn bên sẽ ký kết văn kiện. Các diễn đàn khác chỉ mở ra sau khi ký các văn kiện. Đợt gặp hai ngày bắt đầu từ 26 tháng 9 không diễn ra tại địa điểm cũ nữa vì đã bị lộ, mà ở nhà 108, phố General Leclerc thuộc thị trấn Gipsy-Yvette, ngoại ô phía tây Paris. Đây là một biệt thự hai tầng của họa sĩ Ferdinand Lego, đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, đã hiến cho đảng sau khi ông mất. Nhà có vườn rộng, tường cao kín đáo. Chính nơi đây đã diễn ra cuộc gặp riêng trong hai tháng giữa ta và Mỹ. Theo đề nghị của Kissinger, Lê Đức Thọ phát biểu trước. Cố vấn Nhà Trắng hy vọng được nghe ngay về nội dung các vấn đề trong giải pháp. Nhưng ông Thọ lại chất vấn ngay về thời điểm mà Kissinger nêu hôm trước. Ông nhắc lại câu nói mập mờ nước đôi của Kissinger hôm 15 tháng 9 và nói: "Tôi muốn hỏi ông cố vấn một cách thẳng thắn và nghiêm chỉnh, rằng Mỹ muốn kéo dài đàm phán đến sau bầu cử mới giải quyết, hay muốn giải quyết chiến tranh, ký kết hiệp định toàn bộ trước 15 tháng 10. Các ông chọn hướng nào chúng tôi cũng sẵn sàng. Nếu các ông chọn hướng thứ hai thì thời gian không còn bao lâu nữa." Kissinger nhắc lại ý muốn giải quyết chiến tranh sớm, rằng ông ta trở lại Paris và ở đấy 3-4 ngày liền nếu cần. Nhưng nêu lên trở ngại, chính quyền Sài Gòn không tán thành một số đề nghị mà Mỹ đưa ra, và ta còn đưa ra nhiều yêu sách. Lê Đức Thọ yêu cầu ông ta nói rõ hơn thì Kissinger khẳng định lại là chúng tôi muốn giải quyết với tinh thần đó, và nói ông ta có thể đến Paris ngày mùng 5 tháng 10 và ở lại 3-4 ngày làm xong việc vào mùng 7 tháng 10, sau đó mở ra các diễn đàn khác có thể ký kết trước ngày mùng 1 tháng 11 năm 1972. Lê Đức Thọ ghi nhận lịch công tác đó, nhưng sau khi xem lại, ông cố vấn Nhà Trắng đề nghị lui đến mùng 6 tháng 10, rồi đến mùng 8 tháng 10 theo đề nghị của Mỹ, ngày mùng 3 tháng 10 năm 1972. Sang vấn đề Kissinger đi Hà Nội mà ông ta đã đề ra hôm 15 tháng 9, chứ không phải do sáng kiến của ta như Kissinger viết trong hồi ký của ông ta.
ta thấy rõ vấn đề này ngoài mục đích phục vụ tuyển cử còn nhằm đề cao vai trò cá nhân ông ta trong việc giải quyết vấn đề Việt Nam. Kissinger nói, việc ông đi Hà Nội là thiết thực để góp phần vào việc giải quyết vấn đề và cần đi sớm. Nhưng Lê Đức Thọ nói, việc đi thăm đó chỉ có thể tiến hành sau khi đạt được thỏa thuận toàn bộ và nêu ra một điều kiện. Mỹ phải chấm dứt ném bom cũng như thả mìn các cảng miền Bắc. Hôm đó việc này chưa giải quyết được và lại để đến cuộc họp sau. Suốt buổi sáng ngày 26 tháng 9 đã mất về vấn đề thủ tục. Để tăng sức ép và đẩy nhanh đàm phán, buổi chiều ông Thọ đưa ra một kế hoạch mới với những điểm mới chủ yếu như sau. Lập chính phủ hòa hợp dân tộc lâm thời ba thành phần ngang nhau, gồm 12 ủy viên làm việc theo nguyên tắc nhất trí với quyền lực đối nội hạn chế, Lê Đức Thọ nói. Chúng tôi rất thực tế. Chúng tôi thừa nhận chính phủ cách mạng lâm thời và chính quyền Sài Gòn tạm thời tồn tại và quản lý vùng mình kiểm soát trong thời gian từ khi ký hiệp định toàn bộ đến khi thành lập chính phủ chính thức ở miền Nam Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi đề nghị có một sự hạn chế nhất định về quyền lực đối nội của chính phủ hòa hợp dân tộc lâm thời. Quyền lợi đó chỉ trong phạm vi thi hành các điều khoản quân sự và chính trị của hiệp định được ký kết. Tất nhiên, phía Việt Nam vẫn giữ yêu cầu có bầu cử quốc hội lập hiến và phê phán Ủy ban Hòa giải dân tộc do Mỹ đưa ra là không có thực quyền và do đó không có hiệu lực đối với hai chính quyền song song tồn tại. Phía Việt Nam cũng đề nghị Ủy ban Kiểm soát và Giám sát Quốc tế gồm 4 nước và thành phần hội nghị quốc tế bảo đảm. Về vấn đề Đông Dương, trong văn bản trao cho Mỹ không có gì thay đổi. Nhưng khi trao đổi thêm, Lê Đức Thọ đưa ra một đề nghị mà Kissinger tỏ ra rất vui mừng. Việc giải quyết hòa bình vấn đề Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết vấn đề Lào và Campuchia. Khi chúng tôi đã giải quyết xong vấn đề Việt Nam thì không có lý do gì mà chúng tôi muốn chiến tranh ở Lào và Campuchia cứ tiếp tục. Về vấn đề tù binh, chúng tôi đã nói với các ông rằng ở Campuchia không có tù binh Mỹ bị bắt, ở Lào thì có rất ít. Nhưng nếu các ông giải quyết được vấn đề chính trị và bồi thường thì chúng tôi có sự hiểu biết với các ông. Chúng tôi sẽ thảo luận với các bạn của chúng tôi. Còn vấn đề khác mà các ông nêu ra về vấn đề Đông Dương thì không giải quyết được. Nhưng xem như một sự hiểu biết giữa chúng tôi có thể nói với các ông như sau. Tất cả các lực lượng vũ trang nước ngoài ở Lào và Campuchia sẽ chấm dứt các hoạt động quân sự và sẽ rút khỏi Lào và Campuchia, không được đưa quân đội và vũ khí trở lại Lào và Campuchia. Chúng tôi có thể tuyên bố như vậy, còn viết vào văn kiện thì chúng tôi không thể viết được vì vấn đề này liên quan đến thẩm quyền của Lào và Campuchia, không thuộc phạm vi hội nghị này giải quyết. Rất nhạy cảm, Kissinger hỏi lại ngay. Các ông có cho Bắc Việt Nam là nước ngoài không? Lê Đức Thọ. Đối với Lào và Campuchia thì bất cứ quân đội nước nào khác ngoài Lào và Campuchia đều phải rút, nhất định như vậy. Lê Đức Thọ nhắc lại, đó là đề nghị cuối cùng của phía Việt Nam, thì Kissinger nói. Tôi chắc ông cố vấn đặc biệt còn văn kiện nữa muốn đưa ra. Ông ta cười và nói thêm, tôi muốn biết. Ông cố vấn còn xe tăng ở An Lộc không? Lê Đức Thọ, còn đạn và còn xe tăng, nhưng đạn và xe tăng trong đàm phán thì đến mức độ nhất định nào đó không thể hơn được nữa. Hôm ấy, phía Mỹ cũng còn một đề nghị mới để đưa cho ta, nhưng sau khi nghe Lê Đức Thọ, Kissinger xin rút lại để về sửa chữa, hứa hôm sau sẽ đưa. Nhưng khi thấy rõ có thể giải quyết được vấn đề Lào và Campuchia, ông ta lại trao văn kiện đó cho ta. Ông ta cũng nói sẽ cử tướng Hết, phó của ông ta, đi Sài Gòn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của WinWin Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. WinWin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.